trải nghiệm một cuộc sống trong tù, đủ thời hạn sẽ nhận được 14.000 đô. Trải nghiệm như vậy bạn có dám tham gia không? Travis trông thấy số tiền thưởng hậu hĩnh trong quảng cáo, thế là ngày hôm sau lập tức tham gia phỏng vấn và đã thành công. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người đủ điều kiện giống như anh. Bọn họ bị kéo tới một nhà tù bỏ hoang không có người. Ngày đầu tiên của cuộc thí nghiệm chính thức bắt đầu, giáo sư phổ biến quy tắc trò chơi cho mọi người. Nói rõ, trò chơi sẽ bảo đảm tính mạng cho mọi người, nếu như có bất cứ vụ bạo lực nào thì thí nghiệm sẽ lập tức dừng lại. Sau đó, họ được đưa tới phòng giam, bên trong đầy ắp camera. Họ được chia làm hai nhóm theo tính cách, cai ngục và tù nhân. Người được chọn làm cai ngục và giáo sư cùng nhau hô lớn bảng quy tắc quản lý tù nhân. Điều 1, tù nhân ngày ăn 3 bữa, cấm lãng phí thức ăn. Điều 2, mỗi ngày tù nhân được ra ngoài 30 phút mỗi ngày. Điều 3, tù nhân chỉ có thể hoạt động trong khu vực cho phép. Điều 4, cai ngục không được nói chuyện với tù nhân thì tù nhân không được nói chuyện với cai ngục. Điều 5, dưới bất kỳ tình huống nào, phạm nhân đều không được xảy ra xô xát với cai ngục. Ai phạm quy sẽ chịu trừng phạt như tù nhân thực sự. Nếu như trong quá trình có bất cứ ai rời đi thì thí nghiệm kết thúc. Hơn nữa, nếu tù nhân vi phạm điều lệ thì cai ngục bắt buộc phải xử phạt tù nhân trong vòng 30 phút. Nếu quá giờ, đèn đỏ sẽ sáng lên và thí nghiệm kết thúc. Bọn họ sẽ không lấy được đồng tiền thưởng nào. Nói xong thì giáo sư rời đi. Vì để giúp thí nghiệm chân thực hơn, trước khi đi vào, tù nhân đều phải tắm nước lạnh trước, sau đó sẽ tập hợp tù nhân lại. Khi bắt đầu, mọi người đều cười cười nói với nhau, sau đó chia phòng. Travis tới phòng của mình, anh ở chung phòng với Benji và một người đàn ông lạnh lùng. Mới đầu, mọi người rất vui vẻ, nhưng tiếp đó, một người đàn ông tóc trắng trong lúc chuyền bóng, không cẩn thận đập trúng mặt cai ngục. Người đàn ông tóc trắng vội vàng xin lỗi, cho dù người bị đập trúng là anh da đen, nói không sao cả. Nhưng khi về phòng làm việc, những cai ngục khác vẫn nói mãi, họ rõ ràng là cố ý. Hơn nữa đừng quên, trong điều lệ, tù nhân phạm lỗi thì bắt buộc trừng phạt trong vòng 30 phút, nếu không đèn đỏ sáng lên thì sẽ không lấy được tiền. Chase còn nói, chúng ta đóng làm cai tù thì phải lập uy ở trong tù, nếu không sau này sao quản lý bọn họ được. Nói xong thì mọi người đều đồng ý. Thế là Chase dẫn đầu, tập hợp tất cả mọi người đến trước mặt người đàn ông tóc trắng, yêu cầu ông chống đẩy 10 cái. Người đàn ông tóc trắng cầu xin, nhưng Chase rất cố chấp, nói không làm cũng được, mọi người sẽ làm cùng ông. Nói xong, một tù nhân bò xuống, tất cả mọi người bắt đầu làm. Chú ý biểu cảm lúc này của anh da đen. Mấy cai ngục trở về, bắt đầu chế giễu anh ta. Nói xong liền cười lên. Cũng từ lúc này trở đi, anh ta bắt đầu thay đổi rồi. Cuộc sống trong nhà tù là như thế nào? Nhóm tù nhân này tới trước mặt cai ngục nhận cơm, nhưng thức ăn của bọn họ quả thực quá buồn nôn, không ai dám ăn cả. Đến thời gian trả khay, anh bị cai ngục ngăn lại, nói không thể lãng phí thức ăn. Travis nói cái này đâu phải cho người ăn. Nói xong, cai ngục lần nữa ra lệnh cho tù nhân chống đẩy. Một người đàn ông tóc trắng bước lên. Sau đó, tất cả tù nhân bắt đầu đập phá, cai ngục bị dọa chạy đi. Sau đó, Balit nghĩ ra một kế, nói trước kia, khi mình đi làm thường bị bắt nạt, tuy họ không đánh nhưng lại đi sỉ nhục anh ta. Và thế là, tất cả cai ngục mở cửa phòng giam, xịt bình cứu hỏa, trong lúc hỗn loạn đã mang Travis đi nhốt ở bên ngoài. Bà Zit nói, ông còn dám làm tiên phong cơ à? There will be no more incidents like there was today. Xem ra đêm nay Travis phải ngủ bên ngoài rồi, bà Zit làm bẽ mặt anh để các tù nhân khác nghe lời. Trở về phòng làm việc, bà Zit khen mọi người như thể mình là đại ca, sau đó anh ta tới trước gương. Vốn bên ngoài là một kẻ vô dụng, nhưng lúc này đây, anh ta cảm thấy ở đây mình chính là đại ca, anh ta cảm nhận được mùi vị của quyền lực. Đến ngày thứ ba, bà Zit sớm đã tập hợp tù nhân lại, điểm danh thì phát hiện không thấy Benji. Vừa vào xem, thì ra Benji mắc bệnh tiểu đường, cần insulin. Bà Zit lại nói, đã vào trong tù thì không thể lấy đồ của mình nữa, insulin cũng không được lấy. Sau đó, cưỡng chế kéo Benji ra tập hợp. Travis không phục, bắt đầu nói lý giúp Benji. Nhưng bà Zit lại uy hiếp, bảo anh đừng lo chuyện bao đồng, chuyện bé xé ra to. Sau đó, tất cả mọi người trở lại phòng giam. Bà Zit vô cùng phẫn nộ, nhưng lại nghĩ tới cách để xử lý Travis. Sau đó, Travis lại bị đưa đi. Bà Zit bắt đầu thị uy, cho người cạo hết tóc của Travis đi. Còn nói, ở đây Travis không là gì cả, anh ta mới là người quyết định. Sau đó, bà Zit lại cho Travis nếm thử rượu lâu năm của mình. Thấy vậy mấy tên khác cũng bắt đầu làm theo. Có người không thể nhìn nổi nữa bèn rời đi. Travis về lại phòng giam, tắm rửa hết số rượu trên người. Sau đó anh tìm tới Bo Che để thương lượng, nhưng không biết rằng hành động này sẽ liên lụy tới Bo Che. Đây là một hạng mục thí nghiệm trong nhà giam, trải nghiệm 2 tuần về cuộc sống trong tù là có thể nhận được 14.000 đô. Đây là ngày thứ 5, mỗi người trong thí nghiệm đã hoàn toàn nhập vai.
bò che lương tâm trỗi dậy, được cha Vis nhờ đi lấy insulin cho Benji, nhưng không may lại bị Bajit trong phòng camera phát hiện, lập tức ra ngoài ngăn bò che. Bò che giao insulin ra, sau đó Bajit đưa insulin cho Benji. Nhưng khi Bajit biết là do cha Vis sai bò che làm việc này, thế là hắn kéo cha Vis tới nhà vệ sinh. Bajit chìm đắm trong quyền lực, ngày càng hống hách, đã quên mất đây chỉ là một thử nghiệm. Hắn ấn đầu cha Vis để rửa bồn cầu. Cha Vis rất không phục, hắn ép cha Vis nói mình là một tù nhân. Sau vài lần thì cha Vis cũng đã nói ra. Travis về lại phòng giam, anh nhớ lại những nỗi nhục mình phải chịu mấy ngày nay, không cầm được nước mắt. Bajit sau khi biết là Boche giúp Travis thì nửa đêm gọi Boche dậy, còn đánh Boche một trận. Ngày hôm sau, Boche bị đánh bầm dập bị kéo ra. Bajit nói rằng anh ta đã vi phạm quy tắc, sau này Boche sẽ là tù nhân, còn luôn miệng nói về hai từ công bằng. Nghe thấy hai chữ công bằng, Travis phẫn nộ, sau đó anh bắt đầu cởi áo ra, tất cả tù nhân đều cởi áo theo, bọn họ phản kháng sự không công bằng này. Anh muốn nói với camera rằng thí nghiệm kết thúc. Sau đó, Benji đấm cho Bajit một phát nhưng lại bị Bajit dùng gậy đánh ngã. Travis cũng bị nhốt lại, tất cả tù nhân đều bị nhốt riêng. Thí nghiệm tới ngày thứ 6, một tên cai ngục đang cố tìm cách nhét dùi cui vào người một tù nhân. Travis ở bên kia cắn dây, mở cửa bò ra ngoài, kịp thời giúp tù nhân kia không bị ăn dùi cui, sau đó lấy chìa khóa thả tất cả tù nhân ra. Trông thấy Benji đã chết, Travis hoàn toàn phẫn nộ. Tất cả tù nhân đều tập hợp lại, cai ngục trông thấy thì biết có chuyện không ổn. Tù nhân vẫn nộ xông vào bên trong, Bajit vẫn đắm chìm trong quyền lực, không biết tù nhân đã tới. Nhưng khi thấy tất cả cai ngục đều rời đi, Bajit mới nhận ra có điều không ổn. Cai ngục đang muốn thoát khỏi đây, nhưng tù nhân đã đuổi kịp, bắt đầu trút giận lên người bọn họ. Travis bị Bajit đâm lén một dao, anh cố nhịn đau rút con dao ra, sau đó tiến lên đấm cho Bajit một trận. Nhưng đúng vào lúc này, đèn đỏ sáng lên. Cửa mở ra, tất cả mọi người ra ngoài, họ bắt đầu tỉnh táo trở lại. Thí nghiệm đã kết thúc rồi, mấy ngày bọn họ bị cầm tù, mỗi người gần như đều điên lên. Vẫn là chiếc xe đó, tất cả mọi người lên hết trên xe. Cuộc thí nghiệm kết thúc trước thời hạn, nhưng tiền thưởng vẫn được gửi tới bọn họ. Bộ phim dựa trên một thí nghiệm có thật ở ngoài đời, cho thấy khi được trao quyền lực trong tay, liệu con người sẽ thay đổi như thế nào? Những người có vẻ bình thường, khỏe mạnh, đã bị quyền lực cám dỗ, thực hiện những việc làm khủng khiếp lên chính đồng loại của mình.